Tên Tèn, xin chào anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của em Ti Motorcycle, đó chính là Hồng Quyết Tông. Anh em đang theo dõi kênh YouTube của Hồng Quyết Tông, cho Hồng gửi lời chào thân thương ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em ba mẫu xe GD được chào bán em Ti Motorcycle, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh dương và một chiếc màu đen nha anh em. Giá chỉ 2x nhỏ thôi nha. Đây là dòng xe trong phân khúc là tiền ít nhưng mà chất lượng cực kỳ ngon luôn nha. Anh em đi bào rất là nhiều tour xuyên Việt này kia, chất lượng nó không hề xuống cấp, xe rất là ngon nha. Anh em nào mà sinh viên hoặc là những chú những bác nào mà lớn tuổi trung niên muốn trải nghiệm dòng xe Côn Tây Moto Classic để đi cà phê, đi dạo, đi học, đi chơi, đi làm thì đây là một chiếc xe phù hợp cho tất cả các đối tượng. Một chiếc xe chỉ có 20 mấy triệu, 2x nhỏ. Xe đời cao hết nha anh em, đời 2019 với đời 2020 hết ha, biển số Sài Gòn hết nha. Biển Sài Gòn, biển quận nhất, biển Thủ Đức, màu đỏ, màu xanh và màu đen. Hiện tại đang được bán giá là 2x triệu nhỏ thôi nha anh em. Anh em mua xe bên mình á, mình bảo hành mấy 3 tháng cho anh em chơi thoải mái nha. Có hỗ trợ quay đầu cho anh em chơi chán muốn lên đời hoặc là giao lưu các dòng Lexus khác nha. Rồi có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên các quận huyện các tỉnh nha. Có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận luôn nha. Rồi anh em mua xe bên mình á, ngoài bảo hành máy 3 tháng, mình có thay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em không quá 3 tháng đầu tiên nha. Rồi anh em nào quan tâm những cái dòng xe Suzuki GD110 này thì ghé cửa hàng của Hồng ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Anh em có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage MT Motorcycle hoặc là có thể gọi điện thoại trực tiếp cho số hotline bên mình ha, 0868 966 377 nha anh em. Hồng nhắc lại ha, 0868 966 377, hoặc là anh em có thể liên hệ vào hai số cá nhân của Hồng có sử dụng Zalo nha, số 0898686 337 hoặc số 0932 77 3394. Jenny Thị Nam Zalo. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình ha. Anh em nào yêu quý kênh YouTube của Hồng nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi những cái clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe chào bán MT nha. Anh em nào có nhu cầu mua bán, trao đổi, giao lưu các dòng xe Classic đời cao 2015 trở lên hoặc là dưới 650cc thì liên hệ cửa hàng của Hồng luôn ha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.